Xin chào các ba mẹ. Ngày hôm nay Nghĩa làm video này để hướng dẫn ba mẹ cái cách cài đặt tiềm thức cho con kết hợp với tinh chất có sẵn của con trong bài báo cáo số học ứng dụng. Và ba mẹ có thể dùng bằng hai cách. Một là nói thủ thỉ trực tiếp với con trước khi con đi ngủ, vào sâu vào giấc ngủ khoảng chừng 5 phút. Cách thứ hai là ba mẹ có thể cài sẵn với cái giọng nói của ba mẹ thì con rất dễ, tiềm thức của con rất dễ tiếp nhận ha. Và nhạc nền là cái nhạc không lời nói chuyện với tiềm thức và cảm ơn tiềm thức. Và ngày hôm nay Nghĩa sẽ cài đặt sẵn hai tinh chất, đó là yêu thương và kỷ luật. Giờ đây con đang chìm vào giấc ngủ thật sâu. Và trong khi con ngủ, toàn bộ cơ thể của con được thả lỏng. Tất cả các tế bào hoàn toàn được thư giãn. Và tiềm thức của con đã sẵn sàng đón nhận những thông điệp yêu thương từ ba mẹ và từ vũ trụ. Con là một đứa trẻ sinh ra trong tình yêu thương. Tất cả mọi người, ông bà, ba mẹ, anh chị em, thầy cô giáo, bạn bè, tất cả mọi người xung quanh con đều yêu quý con. Mọi người đều trân trọng bản chất tốt đẹp, lòng nhân ái và vốn có trong con. Con sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu thương, niềm vui, những điều tích cực, sự chia sẻ của con với và sự chia sẻ của mọi người với lòng biết ơn chân thành. Vì vậy, con luôn đối xử tử tế, hòa hợp với bạn bè, với mọi người xung quanh. Con là một đứa trẻ có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật. Con biết nhận lỗi nếu như con lỡ sai phạm. Và con hiểu rằng những nguyên tắc, kỷ luật từ gia đình hoặc nhà trường đều nhằm giúp con hoàn thiện nhân cách, trở thành một người tốt và có ích cho xã hội. Con luôn ý thức và có khả năng phân biệt được những điều tốt, điều xấu để có những cư xử phù hợp. Con yêu của ba mẹ, con hãy luôn nhớ rằng con sinh ra trong tình yêu thương. Vì vậy, con luôn hành xử bằng tình yêu thương chân thành với tất cả mọi người. Đây là bản chất tự nhiên, thấm đẫm cả trong vô thức và ý thức, trong mọi tế bào, trong từng mạch máu của con. Đó, ba mẹ có thể thủ thỉ những lời nói nhẹ nhàng như vậy. Và dần dần lặp đi lặp lại của ý thức, nó sẽ đi vào sâu trong tiềm thức. Và dần dần con sẽ trở thành những người như trong những cái tinh chất này. Ba mẹ mà còn thắc mắc gì thì hãy cứ comment bên dưới để Nghĩa tiếp tục ra đi video để hướng dẫn cho các ba mẹ nhé.